xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thanh Tuấn đây. Thì kể từ khi mình làm những video về du lịch á, thì chủ yếu là đó là những cái cảm xúc với lại những cái mình đi được, mình am hiểu được. Thì hôm nay có nhiều bạn thì kiểu như có vẻ chưa am hiểu lắm về vlog. Vlog là gì và nó có ý nghĩa gì? Thì hôm nay mình sẽ định nghĩa lại cho các bạn vlog là gì, để mất công các bạn nói là vlog là một thứ gì đó rất là vớ vẩn. Nếu các bạn đã từng coi những video của anh GV hay là Huy Me, những người thế hệ đời đầu của vlog, thì các bạn cũng biết rằng là video của họ rất là hay và họ luôn chia sẻ những cái kiến thức của họ đối với xã hội và cho các bạn trẻ. Vậy thì theo các bạn vlog là gì? Vlog là viết tắt của video vlog, là video là những cái vlog bạn có thể chia sẻ bằng cách sử dụng những hình ảnh video thay vì các bạn viết những cuốn nhật ký nhàm chán hay là những đoạn văn rất là mệt mỏi, đúng không? Thì video vlog chính là cách để bạn thể hiện một cái video bằng những cái hành động và những khiếu hài hước. Nhưng mà ở đây thì các bạn luôn bị hiểu sai về vlog, cho nên là những video ra đời thì video đó không có một cái tính chất gì gọi là vlog. Nếu các bạn để ý á, thì đa số những vlogger Việt Nam như Huy Cung hay là Lê Việt Anh, GV hay là Huy Me, Toàn Siêu Đa, He Always Smile, Doodle Dude đó. Nói chung là những vlogger của thế hệ đầu, các bạn để ý rằng gì? Một điểm chung rất rõ ràng trong tất cả các video đó là luôn luôn có những ý nghĩa và bài học ở phía sau. Chưa kể đó là video vlog Việt Nam, còn người nước ngoài sao? Mình đã từng coi video của Nigahiga thì mình hiểu tiếng Anh, mình hiểu được những câu nói của Niga muốn nói gì, và video của anh ấy luôn chia sẻ những cái rất là hay và luôn luôn có những ý nghĩa ở phía sau ngay những cuối video. Nhưng mà ngày nay những video trào phúng, những video không có tính chất bài học và ý nghĩa, nói những cái video mang tên là vlog như là thử thách 24 giờ hay là siêu to siêu bự gì đó, thì mình nghĩ các bạn biết rồi, mình không muốn nhắc tên. Mắc con các bạn nói mình là ganh sự nổi tiếng của họ. Thật ra thì mình không phải là ganh hay gì cả, mà là mình muốn biết rằng những video không hề có ý nghĩa gì cả và nó gần như là sáo rỗng. Những video chỉ xứng đáng được gọi là video hoặc là những YouTuber thôi. Họ không xứng để thành một vlogger, bởi vì video của họ không hề có một tính chất gọi là mang ý nghĩa trong video và những bài học hay những lời muốn truyền đạt cho các thế hệ và định hướng cho giới trẻ cái gì đúng và cái gì sai, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thứ nhất, ở đây là Việt Nam chứ không phải là Mỹ. Các bạn ở Mỹ, các bạn được quyền đốt xe, đốt đồ hay được quyền làm bất cứ thứ gì bạn muốn, thì đó là sự tự do, mình đồng ý. Việt Nam cũng cần những thứ tự do như thế, nhưng việc thiêu đốt tài sản là việc không nên, và việc phung phí cũng không nên. Cho nên mình muốn định nghĩa lại vlog và muốn các bạn hiểu rằng vlog là những video có những giá trị bài học, có những ý nghĩa và cần được định hướng lại cho giới trẻ biết rằng xã hội cần được như thế này, cần được như thế kia, và mình nên định hướng họ theo hướng đi hướng tốt cho xã hội. Đó là cách mà GV, Hime, Tài Suda đang làm và đã làm. Cho nên mình muốn định hướng lại, khi một ai đó hỏi bạn về vlogger thì họ luôn luôn được nghĩ như thế này: vlog là những cái vớ vẩn hay dùng những cái chiêu trò để câu view, hay là những cái kiếm tiền một cách vô tội vạ, hoặc là những người lấy cha mẹ ra để làm bình phong và để kiếm dựa trên họ để kiếm tiền, và những cái không đúng với thực tế xã hội. Bởi vì vlogger là những kẻ phá hoại, những đứa trẻ phải học theo những cái sai của họ. Và mình nghe được những điều này thì mình nghĩ rằng mình rất là buồn, thật sự luôn. Mình từ khi mình đã vô vlog đã được khoảng 5 năm, do thời gian mình học hành và đi làm, cho nên là mình không có thời gian để mình tham gia hay là để làm nhiều vô vlog hơn. Mình chỉ có thể gọi là làm những cái yếu tố chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đó là những cái mà vlog cần. Mặc dù theo Wikipedia, vlog là những video có thể chia sẻ và đưa thông tin cho những người cần biết, thì những thông tin cần biết đó chính là những thông tin về du lịch, xã hội, kinh nghiệm sống và những kiến thức cần phải chia sẻ.
chứ không phải là những cái như là siêu to siêu bự hay là thử thách 24 giờ nằm trong chồng chuồng chó hay là 24 giờ đốt tiền hay là gì đó, thì thật sự luôn là mình không thấy hay và mình cũng không hiểu các bạn lại thấy hay nó chỗ nào. Mình thấy những video đó nó cực kỳ sao động thật sự luôn. Mình rất hâm mộ, đặc biệt là những anh chị du học sinh, họ làm những video chia sẻ kinh nghiệm du học rất là hay. Họ hướng những các bạn trẻ khi đi tới nước này, các bạn nên mua những món đồ rẻ tiền để tiết kiệm cho cuộc sống, hoặc là nên đi chơi ở đây ở đó. Mình có quen anh Travis bên hội yêu, bên cộng đồng yêu máy bay, thì anh ấy luôn làm những video du lịch rất là hay và mình rất hâm mộ. Bên cạnh đó thì mình cũng biết chị Anh Đào, bên chị Anh Đào, nếu bạn biết chị Anh Đào thì chị Hạnh bên Kính Bằng Hoa, thì chị cũng làm những video vlog về cuộc sống nước Úc cũng rất là hay, để định hướng cho các bạn nước Úc ngoài những thứ như thế này thì các bạn cũng phải nên mua những thứ này, nên đi du lịch thế kia, để rất là hay. Và anh cho biết cũng thế. Nói chung bài học đợt này mình xin nói thêm là hãy luôn lựa chọn những video mà đúng nghĩa là hay và có bài học, và những video vlog thật sự là vlog có những bài học để chia sẻ, và đó mới đúng là vlog, chứ không phải là những video thử thách 24 giờ hay là những cái siêu to, bởi vì căn bản nó không có một cái ý nghĩa gì hết thật sự luôn. Mình không cảm nhận được một bất cứ ý nghĩa hay bài học nào sau những video đó, và mình muốn các bạn hãy định hướng lại được cái nào đúng, cái nào sai, và hiểu rõ hơn được vlog nó là gì và tại sao được gọi là vlog, chứ không phải cứ cái gì cũng là vlog. Và các bạn cứ làm dụng chữ vlog một cách quá đà và không hiểu nó là gì. Vlogger là những người đi đầu xu hướng và định hướng giới trẻ, nhớ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn các bạn làm những video tiếp theo. Và mình là Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.